Kính chào quý vị khán giả. Hôm nay không khí lạnh đã bao trùm hầu hết Bắc Bộ. Dự báo đêm nay miền Bắc nhiệt độ sẽ giảm mạnh. Ở vùng đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội chỉ 13 độ. Vùng núi cao như là Sapa, Đồng Văn, Lũng Cú 6 đến 9 độ, trời buốt giá. Băng giá có thể xảy ra ở những đỉnh núi cao trong đêm nay và sáng mai. Miền Bắc chìm trong giá rét, nhiều gia đình có thói quen đốt than sưởi ấm, nhưng sưởi ấm không đúng cách có thể bị ngộ độc khí carbon monoxide. Đây là khí không màu, không mùi nên rất khó nhận biết. Nếu đóng kín cửa có thể dẫn đến tử vong. Để đảm bảo an toàn khi sưởi ấm bằng than, quý vị phải hé mở cửa sổ phòng để thoát khí. Không khí lạnh xuống đến miền Trung cũng sẽ gây mưa cho khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi. Cục bộ có điểm mưa vừa, mưa to và dông từ nay đến khoảng ngày 27 tháng Chạp. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét cũng như là gió giật mạnh. Trái lại, thời tiết ngày mai ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nắng, Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột thì trời mát 28-29 độ. Thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác của Nam Bộ sẽ cảm thấy nóng vào buổi trưa với mức nhiệt là 31-33 độ. Trên biển Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Phía tây của huyện đảo Trường Sa, ngày mai gió tăng lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai.